sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Này thì chị đã nhận và cũng như là
bàn giao cho mẹ em, tức là làm việc với mẹ em. Vâng. Thì em có cảm thấy là cái sản phẩm khi mà giao đến nhà em là cũng như là cái cách mà giao hàng, cái cách mà vận chuyển và sắp xếp thì em cảm thấy là có hài lòng hay không? Hài lòng chị ạ. Và cái câu hỏi thứ hai em muốn hỏi bạn Dương ngày hôm nay đó là em biết qua cơ sở chị và qua thông tin phương tiện UTD này hay là Facebook hay là phương tiện nào nhỉ? Trên YouTube chị ạ. Thế là tức là em thường xuyên xem. Vâng, xem nhiều á. Xem YouTube là xem live stream trực tiếp luôn đúng không? Vâng, cả live stream trực tiếp cả xem lại cả cái video cũ ấy. Ừ, thì vậy thì em có nghiên cứu hay là có những cái kiểu như là mình sẽ xem video là mình thấy bộ này đẹp và mình thấy bộ kia đẹp này, thì em có nghiên cứu hay là em có đắn đo điều gì không, hay là có sợ là cơ sở này nó như thế nào đấy không? Không, không chị ạ. Hoàn toàn là tin tưởng đúng không? Tin tưởng. Bởi vì một cơ sở rất là lớn mà mặc dù là không đến tận nơi các bác ạ, đặt hàng cao mạng luôn, không đến tận nơi. Nhưng mà sau khi mà bàn giao bộ sản phẩm thì em thấy sao nhỉ? Nhất là có thể cho sự cảm nghĩ là về nước sơn này, đầu tiên là về nước sơn. Thứ hai là về những cái đường nét thực trạng và thứ ba là về chất lượng của sản phẩm. Đầu tiên là về nước sơn thì em thấy nước sơn như nào, có mịn không? Sơn mịn ạ, mịn ạ, đẹp. Ok, sau đó là về những cái đường nét thực trạng thì em cảm thấy như nào? Từ nét đục trạng và tỉ mỉ trông rất là ok, có hồn, xuất sắc. Rồi về cái chất lượng sản phẩm thì là em thấy có dày dặn như là trong hóa đơn có ghi không? Tức là rồi, hóa đơn thì chỉ có ghi là 04 bán 2. Rồi. Đấy, chân thì sẽ là chân 14. Đấy, đây là em thì chưa kiểm tra gì cả, chỉ mới kê vào nhà thôi. Đấy, chưa kiểm tra gì, ví dụ khuôn chân 4 bán 2 và cái chân này là chân 14. Đó, còn bộ như này là chị đã giao cho chị như là hình ảnh chị quay video cho em trong Zalo. Thì em cảm thấy là có đúng như là trong Zalo chị quay không? Những cái bộ sản phẩm chị giao cho em ngày hôm nay có đúng hình ảnh, có đúng với video hôm sau như hôm nọ chị quay cho em không? Đó. Đúng. Ok. Thế ví dụ mà có hàng xóm này, từ lấy giờ thì rất là nhiều các bác đến đây để xem bộ sản phẩm của nhà bạn Dương. Thì ví dụ mà có bác nào muốn đến tận nơi xem hàng hay là có hàng xóm muốn qua, em có sẵn sàng giới thiệu cho cơ sở chị không? Có người ta mà thích người ta đến người ta hỏi thì em giới thiệu cho anh luôn đúng không? Vâng. Ok, cảm ơn em rất là nhiều và chúc em cùng gia đình sức khỏe cũng như là tiếp tục ủng hộ cơ sở chị những cái sản phẩm tốt nhất nhé. Vâng. Em chúc trưởng buôn may bán đắt nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái sản phẩm của bàn ghế của em ngày hôm nay nhé. Quên mất chưa giới thiệu quà tặng của em Dương ngày hôm nay, thôi rồi tí nữa. Với bộ bàn ghế này hiện tại thì em đang làm kích thước là chân 14 các bác nhé. Thực ra là với cái không gian diện tích phòng khách như thế này thì chị Trinh, tức là mẹ của em Dương, có ý kiến là sẽ muốn mua bộ nhỏ nhỏ hơn một chút. Nhưng mà nhìn bộ nhỏ thì cái dáng của bộ nhỏ thì nó sẽ không được bay và nó sẽ không được khắc đục chạm, nó sẽ không được sắc nét như cái bộ sản phẩm to này. Cho nên là chị Trinh thì có đặt luôn trực tiếp cái bộ sản phẩm này, cũng có qua trao đổi rồi, tức là ngay từ ban đầu là cũng muốn đặt bộ nhỏ để mà vừa với cái không gian phòng khách như này. Nhưng mà thực ra là nhìn bộ này nó cũng đẹp quá cho nên là chị mới chốt luôn bộ sản phẩm như này. Các bác thấy là một bộ sản phẩm nghe thì thực ra là nếu mà đặt hàng tầm này thì em sẽ không làm kịp nữa, bởi vì tầm này là cũng là cuối năm rồi. Còn một tháng nữa thôi là đến dịp Tết rồi, cho nên là những cái dòng nghe như thế này thì em sẽ ngừng nhận hàng đặt. Và các bác có thể là đặt những cái bộ sản phẩm nhỏ hơn thì sẽ còn kịp thời gian, ví dụ như là chân 12 hoặc là những mẫu như là Louis Hoàng gia thì có thể là em sẽ làm kịp trước Tết. Đó, còn đó, đối với những bác khách hàng nào ở trong miền Nam thì chắc chắn là em sẽ phải giao trước ngày 20, tức là năm nay thì em sẽ vận chuyển sớm, dừng vận chuyển miền Nam sớm, tức là vào ngày 20 âm lịch. Và cái bộ sản phẩm này thì em làm hàng rất là dày dặn, tức là khuôn tranh 4 ván 2 và toàn bộ những cái phần yếm này cũng như là những cái phần tay nghe thì em làm là tay liền các bác nhé. Tay nghe là em làm là tay liền này, đó, tay liền toàn bộ này, chân là chân 14. Cái phần cột này thì em làm là dáng cột 12. Và toàn bộ sản phẩm các bác thấy là đều là bằng chất liệu gỗ hương đá. Và khi mà khiêng cái bộ sản phẩm này, các bác thấy là rất nhiều các bạn thanh niên to khỏe mới khiêng được cái bộ sản phẩm này vào nhà. Và cơ sở em sẽ tặng kèm theo kính, đây là một kính bàn và một kính đôn. Ngoài ra thì sẽ có cái sản phẩm kèm quà tặng kèm theo, đó là khay trà, hộp chè và hộp giấy. Ở đây là sản phẩm tặng kèm theo. Đi cùng với đơn hàng này thì em có bàn giao cho bạn Dương một chiếc giường. Một chiếc giường này là chiếc giường hoàng gia. Thực ra cái chiếc giường này thì em sẽ không làm sẵn tại cơ sở, tại vì chiếc giường này là hàng đặt. Đa phần là bác nào đặt hàng chiếc này thì em mới làm thôi, bởi vì cái giá trị của chiếc giường này nó khá là cao. Đối với cái chiếc giường này toàn bộ em đục bằng tay các bác ạ. Toàn bộ đục bằng tay, kể cả những cái phần bông hoa hồng này các bác có thể thấy này. Kể cả những cái phần bông hoa hồng này được đục rất là to.
em xin lỗi, được đục rất là kênh. Đấy, rất là kênh, kể cả những cái phần bông hồng trên là cũng đục rất là to này. Và chiếc giường này em làm kích thước là 1m8 2m, với mức đầu tư là 60 triệu các bác nhá, 60 triệu hàng dát phẳng. Đấy, cái hàng này thì em làm là hàng dát phẳng này. Những cái thành đầu giường và thành đuôi giường thì đều với cái độ dày là dày 12 phân. Dày 12 phân rất là chắc chắn. Riêng cái chiếc giường này thì em khẳng định với các bác là những thanh niên gọi là to khỏe, phải độ 6-7 thanh niên thì mới bê được cái chiếc giường này. Cái thành đầu giường nó cực kỳ là nặng các bác ạ. Đấy, và vừa rồi thì có trêu là chuẩn bị giường để mà cưới vợ thì giường này thì trong cái giường, toàn bộ chiếc giường này thì em làm là chất liệu gỗ hương đá các bác nhé, cùng đồng bộ với cả bộ bàn ghế luôn. Thì em Dương có đặt thêm của cơ sở em, đó là một chiếc tủ quần áo nữa, nhưng mà hiện tại là ngày hôm nay là ngày đẹp và em ý hẹn em giao trước chiếc giường và chiếc giường và bộ bàn ghế trước, còn chiếc tủ quần áo là chưa xong. Chiếc tủ quần áo chưa xong thì em có giao sau, chiếc giường thì em đã bàn giao xong rồi và lắp lên như này. Đấy, bác nào mà có quan tâm và cũng như là muốn đến tận nơi, tức là muốn đến tận nhà em Dương để xem sản phẩm, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.